anh ba, giúp mình làm gì anh ba? Chính Giê-xu. Có Chính Giê-xu. Tám xe ôm. Có tám xe ôm. Đứng lên được kìa. Chỗ hai người hốt, hốt đồ. Con sao con khóc vậy con hả? Thôi bây giờ nín nghe cô hỏi nè. Sao ba mẹ con đâu? Dạ con không biết nữa. Con không biết hả? Con đi lạc hả? Dạ chắc là vậy á. Trời ơi, đi lạc mà chắc là vậy. Thôi bây giờ nín đi, nín nha, nín. Bây giờ ngoan nghe cô hỏi nè. Bây giờ con có nhớ số điện thoại của ba mẹ con không? Dạ không. Hả? Trời ơi, thấy thương không? Bây giờ nghe cô nói nè, bây giờ con không nhớ số điện thoại của ba mẹ con á. Vậy bây giờ cô dắt con lên phường nha, để cho mấy chú công an giúp con nha. Dạ, ôi, mấy chú công an thấy ghê đó. Sao thấy ghê? Mấy chú công an dễ thương lắm, hiền lắm. Rồi mấy chú công an giúp con tìm ba mẹ. Con coi trên TV á, con thấy mấy chú công an có súng ghê lắm. Trời không sao đâu. Bây giờ, rồi bây giờ vậy nè, cô không dắt con lên công an nữa nha. Dạ, cô hứa rồi, cô đừng có dắt con lên công an. Rồi, cô hứa cô không dắt con lên công an nha. Bây giờ nghe cô hỏi nè, con tên gì? Dạ, con tên Cu Lì. Con tên Cu Lì hả? Dạ. Cu Lì là tên ở nhà thôi đúng không? Dạ. Còn con đi học con tên gì? Con tên Hoa. Con tên Hoa hả? Trời ơi, dạ. Hoa là tên con gái mà. Ừ. Thôi bây giờ như vậy nè, cô á là cô tên My, ba mẹ cô tên gì? Dạ, ba con tên Thận, mẹ con tên Nhã. Trời ơi, thương quá à, ngoan quá. Không có khóc nữa nha con. Dạ. Bây giờ như nè, mấy giờ, trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? Cô ơi, cô chở con về đi. Chứ hồi nãy giờ con đi vòng vòng con mệt quá cô ơi. Mệt hả? Cô đâu thấy con mệt gì đâu. Con mệt thiệt á. Cô thấy con gỉnh queo mà mệt cái gì? Dạ, con mệt nè. Trời ơi, mệt là mệt liền luôn vậy đó hả? Dạ, miễn nhắc tới cái từ mệt là con mệt à, rồi, cô không nhắc tới từ mệt nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ gì nè, con nhớ nhà con ở đâu không? Cô chở con về nha. Dạ, con chỉ nhớ là từ đây quẹo qua đây. Xong rồi từ đây quẹo qua đây. Đây quẹo qua nữa, một chút nữa, đi thẳng một hồi quẹo qua nữa. Rồi. Thôi bây giờ con đừng có nói nữa. Quẹo nhiều quá, con nhìn theo con cũng quẹo cổ luôn vậy đó. Thôi bây giờ như vậy nè, con lên xe nha. Bây giờ cô chở con đi tới đâu rồi, con chỉ cho cô tới đó nha. Dạ. Rồi, con lên đây với cô nha. Lên đây, chờ cô chút xíu nha. Rồi, đúng rồi, ngồi lên, ngồi xích lên. Trời ơi, ngồi xích lên đây nè, muốn chở tôi hay sao vậy? Đi, rồi, ôm cô chắc nha. Dạ. Nè, đội nó có hiểm vô nè. Dạ. Thấy cái nón này ra, đội lên. Rồi, chỉ đường cô đi nha. Dạ. Rồi, đi. Ôm chắc vô nha. Đêm vừa năm mà nghe đợi có phóng ngựa. Nghe một con hậu ăn ngựa tới. Con làm gì vậy? Dạ, con làm đấy cho cô chạy nhanh. Trời ơi cô, chứ đâu phải ngựa đâu mà chạy nhanh con. Nay gì con đói không? Con chỉ muốn gặp mẹ con à. Rồi bây giờ vậy nè, con chỉ đường cho cô đi, rồi cô chạy thẳng tới nhà con luôn cho nhanh nha. Dạ. Nhà con bên đâu? Bên đây nè. Bên đâu? Bên đâu? Dạ bên đây. Bên đâu? Bên đây phải không? Bên đây phải không? Dạ. Là chạy thẳng đúng không con? Dạ. Chạy thẳng đúng không con? Dạ. Rồi. Ôm chặt cho cô chạy nhanh nha. Dạ. Đứng lại. Bắt cóc hả? Con la gì vậy? Bắt cóc hả? Cái gì vậy? Này, hèn chiều sáng cho thằng nhỏ. Nó bắt cóc con không? Dạ. Bắt được ra. Không có. Trời ơi, hiểu lầm rồi. Bắt cóc. Tôi không có bắt cóc. Tôi không
mấy người đi kiếm công an hả? Cô bình tĩnh cô đứng lên. Sao rồi? Đứng được không? Cướp chân tôi. Cướp chân ai cướp chân? Cướp chân tôi. Chân còn nguyên. Chưa ai cướp. Bây giờ bình tĩnh nè. Không. Bây giờ này, cô bình tĩnh nè nha. Anh cướp. Cái gì? Cướp. Thôi bây giờ này bình tĩnh nè, nghe tôi hỏi nha. Bình tĩnh lại nghe tôi hỏi. Tôi không phải ăn cướp, tôi chạy ông đa ôm ha. Tôi hỏi cho kỹ nè, cô bị cái gì? Có cặp vợ chồng chở lên đứa con nít gạt tôi cướp xe rồi giải sát của tôi rồi. Nó đi ngõ nào? Nó đi ngõ này nè. Ngõ này phải không? Rồi ngồi để chờ tôi. Anh đi đâu vậy? Cái chào quên. Ủa mà nó chạy nãy giờ lâu chưa? Mới chạy không sao, để dí không kịp. Dí không kịp. Trời ơi. Dí không kịp hả? Anh ơi. Bây giờ đứng lại. Trời, chút xíu. Xe tôi. Anh ơi. Ôi mà hồi môi móc hồi nó rớt đồ tùm lum, bây giờ quần tôi rách rồi mà cứ mò hoài. Bây giờ nè, bình tĩnh nghe tôi nói nè. Bây giờ cô đứng lên nè, cô bình tĩnh, cô ra xe đi. Thấy không? Tôi chở cô bình tĩnh đi, cô nghe trong người cô có bị gì không? Có bị chấn thương ai da? Chân tôi. Có cái cặp vợ chồng. Có đứa nhỏ đúng không? Thôi chết rồi. Bây giờ cái tụi lừa gạt nó ghê lắm. Nó tinh vi lắm, nó đủ thứ trò hết á. Nó bắt con nít ra nữa để nó lừa gạt người ta nữa đó. Trời ơi, vậy mà cô không phải ở vùng này phải không? Cô từ xa tới phải không? Rồi đúng rồi, nó canh mà. Chỗ này nay sao vắng quá trời, cô vắng mỗi lần đây người ta tập thể dục. Thôi được rồi, bây giờ đi với tôi. Lên trên phường nha. Rồi trình báo cho mấy anh công an á. Để mấy ảnh coi mấy ảnh điều tra, mấy ảnh bắt giùm cho. Thấy không? Đi. Anh ơi, tôi đi hết nổi rồi anh ơi. Đây, cậu nói cho. Bây giờ nè, mấy mốt rút kinh nghiệm nghe không? Đừng có tin người nhiều quá. Dù là con nít cũng đừng có tin thấy không? Nó không có gì nhưng mà cha mẹ nó bắt nó làm cái chuyện này. Tôi cảm ơn anh. Tôi không ngờ là tôi gặp phải cái tình huống như vậy. Đó, bởi vậy mình phải rút kinh nghiệm nghe không? Rồi, cái trường hợp của cô á, lên trên đó rồi gặp mấy anh công an rồi trình báo cho người ta biết đi. Bây giờ đi. Tôi đi không nói. Không được, ẩm kỳ lắm. Bây giờ kỳ đó. Giờ không, sao? Tôi đi không nói, không biết đâu à. Anh cổng tôi đi. Vậy đi. Quần ở đâu ta? Đây ngồi này nè. Ê, sao có xe không chịu đi? Tất cả quên. Trời ơi, tính cúng thêm chiếc xe nữa cho nó là sao? Bây giờ sao? Đây. Trời ơi, gì khó quá vậy? Từ. Cô nằm im, cô ngồi im đi. Rồi. Được chưa? Rồi, cảm ơn anh. Đi, bây giờ lên nha. Lên rồi coi cái chuyện gặp sao hãy nói cho mấy rồi, anh nó biết nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Giờ này mà điện thoại có người gọi gì đi sao mà? Thôi được rồi, không sao rồi, để tôi tắt luôn. Cảm ơn anh. Rồi. Cắt chưa? Rồi.